Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao một loại quả bình dị như bồ kết lại trở nên khan hiếm, vì sao giá của nó lại tăng không ngừng? Hãy cùng khám phá bí mật đằng sau cơn sốt của quả bồ kết ngay trong video này. Từ một loại quả quen thuộc gắn bó với đời sống của người Việt, bồ kết giờ đây đã trở thành một nguyên liệu đắt giá. Nhưng đằng sau nó là gì? Khan hiếm nguồn cung, sự thay đổi trong cách tiêu dùng hay một tiềm năng kinh tế khổng lồ mà bạn chưa biết tới? Tất cả sẽ được bật mí ngay trong video này. Bồ kết không chỉ là một nguyên liệu dầu gội truyền thống mà còn được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm thiên nhiên, làm sản phẩm làm sạch an toàn, dược liệu. Hỗ trợ trong dược liệu thì hỗ trợ bệnh ho, viêm họng và các ứng dụng trong y học khác. Thị trường xuất khẩu bồ kết thì ngày càng mở rộng, đặc biệt tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và EU, nơi ưa chuộng các sản phẩm từ thiên nhiên. Giá bồ kết khô hiện tại dao động từ 80 tới 110 ngàn đồng 1 kg. Nhưng khi được chế biến thành sản phẩm giá trị thì giá trị kinh tế của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Một chai dầu gội bồ kết từ tự nhiên được bán với giá là từ 80 tới 150 ngàn đồng một chai, trong khi chi phí nguyên liệu thì chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Do nhu cầu tăng cao, nhiều vùng khai thác bồ kết đã một cách ồ ạt, không chú ý đến việc trồng mới. Nhiều cây bồ kết tự nhiên già cỗi, giảm năng suất, dẫn đến nguồn cung không đủ đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Ở nhiều nơi, diện tích đất trồng bồ kết giảm do người nông dân chuyển đổi sang các cây trồng ngắn ngày khác hoặc cây công nghiệp có lợi nhuận tức thời. Quả bồ kết tự nhiên cần được thời gian để thu hoạch, không được chăm sóc bài bản dẫn đến sản lượng không ổn định. Nhiều nông dân muốn trồng bồ kết nhưng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn giống đạt chuẩn. Việc trồng bồ kết tự nhiên mất nhiều thời gian để ra quả. Khi trồng cây từ hạt thì nó lại có tỷ lệ cây đực rất cao, khiến nhiều người trồng thiếu kiên nhẫn nên đã từ bỏ. Giải pháp để khắc phục cái tình trạng khan hiếm này đấy là phát triển cây giống bồ kết ghép chất lượng cao. Ưu điểm của cây ghép là ra quả ngay sau 2 đến 3 năm trồng. Năng suất của quả vào năm thứ tư mỗi cây có thể đạt từ 30 tới 50 kg quả trên một năm. Chất lượng quả thì đồng đều, dễ dàng đáp ứng nhu cầu chế biến. Vườn ươm của chúng tôi tại Bắc Giang cam kết cung cấp cây giống bồ kết ghép chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc. Tận dụng đất đai ở các vùng trung du đồi núi để phát triển vùng chuyên canh bồ kết, kết hợp với trồng cây bồ kết với các cây ngắn ngày khác hoặc cây lương thực để tối ưu hóa diện tích kinh tế. Đầu tư vào công nghệ chế biến, phát triển nhà máy chế biến bồ kết thành các sản phẩm giá trị cao như dầu gội, tinh dầu hoặc bột bồ kết để tăng giá trị sản phẩm. Chúng ta có thể xuất khẩu quả bồ kết sang nước ngoài. Tại sao nên chọn cây bồ kết ghép? Lý do thứ nhất là ra quả nhanh, lợi nhuận cao, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, là khoản đầu tư dài hạn và bền vững, góp phần giữ gìn vào một nguồn tài nguyên quý giá, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường và giảm áp lực khai thác những cây bồ kết tự nhiên. Vườn ươm bồ kết của chúng tôi tại Bắc Giang, nơi cung cấp cây giống bồ kết ghép chất lượng và uy tín. Đừng chần chừ, hãy liên hệ ngay hôm nay để được nhận ưu đãi khi mua cây giống với số lượng lớn. Quả bồ kết từ một loại quả dân dã quen thuộc đã vươn mình trở thành mỏ vàng kinh tế. Nhưng để khai thác được giá trị và tiềm năng ấy thì chúng ta cần bắt đầu từ công việc trồng và bảo tồn cây bồ kết. Hãy cùng chúng tôi không chỉ để khai phá cơn sốt bồ kết hiện tại mà còn để xây dựng một tương lai kinh tế bền vững từ loại quả quý giá này.